Mẹ cần tiền đến mức nào mà chấp nhận làm bồ nhí phá hoại gia đình người khác hả mẹ? Mẹ xin lỗi con. Chính tao lên kế hoạch đánh ghen đó. Đó là món quà bất ngờ mà tao muốn dành cho mày. Tụi bay. Em đi học một mình buồn với em. Hay hôm nay em nghỉ học đi, đi chơi tụi anh. Anh sẽ cho tiền em xài, làm cho em vui vẻ ha. Tránh ra đi. Mấy người muốn gì? Làm gì đâu, tụi anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi mà. Người lớn hết cả rồi, có gì mà phải ngại. Nè, tránh ra đi nha. Không tôi mét nhà trường thì đừng có trách. Gì? Em mét nhà trường hả? Nó là mét nhà trường kia mày. Nè, anh nói cho em nghe nè. Cả trường này không biết á, mẹ em á đi làm bồ nhí cho người ta. Còn giả bộ thanh cao, nó thanh cao quá mày, thanh cao ghê không? Trời ơi. Nè, hay là em chê tụi anh nghèo, yên tâm đi. Tụi anh không có thiếu tiền. Chỉ cần em làm cho tụi anh vui vẻ thôi. Tụi anh cho tiền em xài xả láng. Anh nói cái gì bậy bạ vậy? Tránh ra. Nhìn em là thích ra mặt rồi. Hay là em muốn làm cho tụi anh hứng thú hơn nữa? Ê mày, nếu mà em đã thích như vậy á thì mình đừng để em ấy chờ lâu. Ok. Tránh ra. Ê, tránh ra. Ê, ê. Mày là thằng nào? Phá chuyện tốt của tao hả? Không cần biết. Đập nó đi. Hai đập một, không chột cũng que. Nè, thứ nhất, tên của tao tụi mày chưa đủ trình để kêu đâu nha. Tao không chỉ phá mà tao còn cho hai thằng bay không thể tới cái trường này làm cái chuyện tào lao này nữa đâu. Ngon đi, ngon đánh đi, bước lên. Tao không biết là ai ngon ở đây nhưng mà có ngon thì đánh tao đi. Nè mặt nè, đánh đi. Để coi là văn phòng luật sư của ba tao á sẽ cách ly tụi bay khỏi thế giới loài người bao nhiêu lâu nha. Hoặc là cái trường này sẽ xử lý tụi mày như thế nào. Khi mà vốn hoạt động của trường này á, nhà tao đóng góp cũng không ít. Nói là bên nhóm F4 này ơi. Là thằng Gin đó. Gin F4? Đúng rồi. Tưởng ngu vậy mà não vẫn còn xài được ha. Vẫn còn nhận diện được tao à. Thôi bỏ đi. Không ổn đâu. Coi như mày may mắn đó. Không chấp với mày đâu. Cho mày. Cô có sao không? Có bị thương đâu không? Tôi không sao hết á. Không cần anh phải quan tâm đâu. Anh đó, đừng có nghĩ làm những chuyện này tôi sẽ biết ơn anh. Tôi không giống như Mirai, dễ bị mấy người lừa đâu. Bạn bè mấy người á toàn là một dục với nhau. Đúng là đê tiện, xấu xa, bỉ ổi hết chỗ nói. Nè, anh về nói với Ken bạn thân của anh á, nếu không nhờ Mirai nói giúp thì đã không yên với bọn tôi rồi. Biết điều thì nên sống tử tế lại đi. Sau này á, đừng có lợi dụng con gái nhà người ta. Rồi khi thấy nhà người ta phá sản thì bỏ đi như vậy, hèn lắm. Còn anh nữa, sau này đừng để tôi thấy mặt, chỉ làm tôi chán ghét thêm thôi. Nè, ca Ngân, mọi người có thấy cái mùi gì mà nó cứ bốc mùi quanh đây không ta? À, chắc là ai đó có nhân cách bốc mùi đi ngang qua đây á mà. Đâu chỉ có một mình nó nhân cách bốc mùi thôi đâu. Cả nhà, à, mà có khi là cả dòng họ bên đấy đều vậy chứ. Hay, đúng là mẹ nào con đấy mà cũng là cái số cả rồi. Sao mà trách bạn học của mình được? Mà ai có bồ thì lo mà giữ bồ nha. Chứ không á lại có người đi canh me giật bồ giống mẹ của ai đó. Đủ rồi đó. Ê, Kim giận rồi kìa. Mấy bà cứ nói linh ta linh tinh, tùm lum tùm la, làm người ta chột dạ. Mới nhiêu đó mà đã chịu không được rồi thì làm sao mà sau này đi làm gái giống mẹ nó được chứ. Mày á, da mặt mày phải dày lên giống cái mẹ mày á thì mày mới đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được. Cần phải rèn luyện nhiều lắm cưng à. Mấy người, rồi sao? Bọn tao nói sai hay là vu khống cho mẹ con mày mà mày cứ sồn sồn lên, có clip rành rành ra mà còn bày đặt thanh cao. Cũng may là nhờ có Ellie share clip mọi người mới biết được bộ mặt thật của mẹ con mày.
mới biết được thực chất mẹ con mày là hai người gì. Hóa ra chính tụi bay đã xem và phát tán clip đó. Nhưng tại sao tụi bay lại có clip đó chứ? Bởi vì chính tao là người quay clip, chứ còn sao nữa. Là sao? Thì chính tao là người điều tra ra vụ đấy. Cũng chính tao là người đi nói cho bà già ấy biết là chồng bà ấy đang ngoại tình. Và cũng chính tao lên kế hoạch đánh ghen đó. Đó là món quà bất ngờ mà tao muốn dành cho mày. Mày thích lắm đúng không? Tụi bay! Đánh đi. Trời, sợ quá, sợ quá. Có giỏi thì mày đánh đi, tao thách mày đấy. Rồi tao xem mày sống thế nào được ở cái trường này. Mà mày nên nhớ, mày và cái nhóm của mày đang là cái gai trong mắt rất nhiều người. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy. Thất vọng quá. Phải lòng mãi nhẹ gì đâu. Yeah, yeah. Ủa Kim, sao con về giờ này? Không phải bây giờ là sắp vào học sao? Mẹ, mẹ biết ông ta có gia đình rồi đúng không? Sao con biết? Con xem đoạn clip đó rồi hả? Không chỉ con, mà tất cả bạn bè con, cả trường con đều xem hết rồi. Kim à, mẹ biết người ta có gia đình rồi, tại sao lại còn qua lại với người ta nữa? Mẹ biết là mẹ không biết giải thích như thế nào nữa. Lại vì tiền mẹ... của ông ta đúng không? Mẹ xin lỗi con, con phải hiểu cho mẹ. Mẹ cần tiền đến mức nào mà chấp nhận làm bồ nhí phá hoại gia đình người khác hả mẹ? Mẹ biết điều đó là không đúng. Mẹ biết là mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với gia đình của người ta. Nhưng mà khi mà mẹ không còn câu nào khác ngoài câu xin lỗi hả? Bây giờ mẹ phải biết giải thích cho con như thế nào đây. Mẹ phải làm gì chứ? Con nghĩ coi, mẹ không bằng cấp, không ăn học, mẹ đi xin việc, ai nhận? Làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng. Sáng đi làm, tối đi rửa chén, mẹ cũng không đủ tiền để lo cho căn bệnh của bà ngoại con. Nếu chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, mẹ cũng sẽ thử. Con hiểu cho mẹ chứ, mẹ phải làm sao đây? Con biết là trên vai mẹ có nhiều gánh nặng. Tiền học của con, tiền chữa bệnh cho ngoại nữa. Con biết là mẹ đã khổ nhiều rồi. Nhưng mà trước đây là vậy, chứ bây giờ thì khác rồi. Con lớn rồi, con có thể đi làm phụ mẹ kiếm tiền được. Bệnh của ngoại giờ cũng đỡ nhiều, mà tốn tiền như trước nữa. Nhà mình có ít thì dùng ít, có nhiều thì dùng nhiều. Sống làm sao cho thanh thản cái tâm hồn chứ. Chứ mẹ như vậy, cả con, cả mẹ đều không vui vẻ gì hết á. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không để cho con phải khổ, không để cho con xấu hổ với bạn bè nữa đâu. Con không thấy khổ gì hết. Vì mẹ, con có làm bao nhiêu cũng không thấy khổ. Sau này con tự lo cho mình được. Mẹ đừng có làm bồ nhí người ta đó nha mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ không làm vậy nữa đâu. Có gì khó khăn thì mẹ phải nói cho con biết. Mẹ biết rồi, có gì khó khăn mẹ cũng nói với con hết nha. Thôi được rồi, con đừng có khóc nữa, con nín đi. Hôm nay dù sao cũng không đi học được. Lên trên nhà thay đồ tắm rửa đi, rồi mẹ nấu đồ ăn cho con ăn nha. Lát nữa hai mẹ con mình đi siêu thị, rồi con thích cái gì á, rồi mẹ mua về, rồi mẹ làm đồ ăn cho con ăn ha. Nha.
không liên lạc được. Tới giờ vào lớp rồi, không biết bà Kim đi đâu nữa. Học sinh đứng. Ủa, bạn Kim hôm nay nghỉ học hả lớp trưởng? Dạ, Kim vẫn học không phép cô ạ. Em có thử liên lạc mà không được. Các em ngồi đi. Sao không liên lạc được với Kim ta? Không biết Kim gặp chuyện gì bất chắc không nhỉ? Lo quá à. Bà cứ lo lắng Hảo Huyền. Người ta tắt điện thoại là có chủ đích. Tắt điện thoại là vì không muốn ai liên lạc được đó. Ơ, làm thế để làm gì nhỉ? Tự nhiên bà hỏi tôi. Bà phải đi hỏi Kim chứ. Bây giờ người ta là người nổi tiếng rồi. Trời ơi, không cần đi học cũng không sao đâu. Nghỉ có dăm ba bữa thôi mà. Ờ, bà nói có lý. Người ta có clip cả triệu view, nổi tiếng rồi nên tầm nhìn và suy nghĩ cũng khác người. Nghỉ học mà không có lý do, đã thế còn tắt điện thoại, không thể nào mà chấp nhận được. Phải biết tôn trọng thầy cô, bạn bè và cả quy định của nhà trường nữa chứ. Lớp trưởng à, đây là lần thứ mấy mà bạn Kim vắng mặt không phép? Dạ, lần đầu thôi cô. Bữa sau mà bạn đi học, em nói Kim viết bản kiểm điểm để lên bàn cho cô. Dạ. Còn nếu mà có lần tới á, thì không chỉ cái bản kiểm điểm không đâu nha.